đến với chương trình giới thiệu những sản phẩm độc đáo của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Các bạn thân mến, trong những ngày hè nóng nực và oi ả như hôm nay mà chúng ta được thưởng thức những ly siro đá bào thơm ngon như thế này thì đó quả là một điều tuyệt vời. Vậy các bạn có muốn tự tay làm những ly siro đá bào thơm mát như thế này tại nhà của mình không ạ? Ngày hôm nay, Thu Huyền và Kim Hân xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một thiết bị vô cùng tiện lợi của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú, đó chính là máy xay đá nhuyễn 3A. Máy xay đá nhuyễn 3A chuyên dùng để xay đá viên, đá cục thành đá nắp nhuyễn một cách nhanh chóng. Đây được đánh giá là một thiết bị đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Nó thích hợp để sử dụng trong các nhà hàng, các quán cà phê, các quầy đồ uống. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi anh kỹ thuật viên Kim Hân. Anh ấy sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách vận hành cũng như cách bảo quản máy trong quá trình sử dụng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành máy xay đá nhuyễn 3A. Bước đầu tiên ta bật máy lên. Ta sẽ cho đá vào bên trong. Và ta để... Các bạn thấy là chỉ với một vài thao tác đơn giản chúng ta đã được những cái khay đá những mịn đẹp đẹp như thế này. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về cấu tạo của chiếc máy xay đá nhuyễn 3A. Máy xay đá nhuyễn 3A được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Toàn bộ cấu tạo bên ngoài của thân máy được làm bằng inox không gỉ, không xỉn màu và không hóa chất độc hại. Bên trong máy gồm có lưỡi dao được làm bằng một kim thép không gỉ, không xỉn màu và rất cứng, rất sắc, giúp chúng ta có thể trong quá trình xay đá có thể ép được xuống và làm cho nó mịn hơn. Ngoài ra bên trên máy được thiết kế thêm một tay cầm giúp chúng ta có thể ép được đá một cách triệt để. Bên dưới chân máy được làm bằng nhựa cách điện giúp chúng ta đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Sau khi sử dụng xong, chúng ta muốn làm tăng tuổi thọ cho máy, chúng ta nên dùng một chiếc khăn khô để lau chùi những chỗ có nước để làm cho nó sạch. Máy xay đá nhuyễn 3A của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, vì vậy trong quá trình sử dụng, quý vị và các bạn có thể dễ dàng di chuyển cũng như dễ dàng có thể đặt máy ở bất cứ chỗ nào. Với những tính năng nổi trội như trên, máy xay đá nhuyễn 3A của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú xứng đáng là một lựa chọn hoàn hảo cho các nhà hàng, các quầy đồ uống, các quán cà phê hay thậm chí là ở chính căn bếp của các bạn. Phương pháp đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng thuận tiện. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng miễn phí tại các bến xe trong bán kính 15 km tính từ kho hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.